Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục du lịch Bắc Cạn. Thưa quý vị, vào dịp cuối tuần này, nếu quý vị chọn Ba Bể là điểm đến để nghỉ lễ, thì trên đường đi đừng bỏ qua trải nghiệm rừng trúc ở thôn Phiêng Phàng, xã Yến Sương. Với khí hậu trong lành, mát mẻ, được len lỏi giữa rừng trúc chắc chắn mang lại cảm giác rất thú vị. Nằm cách hồ Ba Bể khoảng hơn 20 km, rừng trúc ở thôn Phiêng Phàng hay còn gọi là rừng trúc Pù Lầu được ví như một bức tranh đẹp được du khách gần xa yêu thích. Càng đi vào sâu trong rừng, du khách sẽ càng được kết nối gần hơn với thiên nhiên, không còn những thanh âm của phố thị xô bồ, chỉ còn tiếng lá xào xạc, tiếng chim hót, thỏa sức tận hưởng sự mát mẻ trong lành. Quanh khu vực này là địa bàn cư trú của đồng bào dân tộc Dao Quế Lâm. Để đến được đây, du khách phải vượt qua những thửa ruộng bậc thang trải dọc sườn đồi, ngang qua những bản làng bình yên của người Dao bản địa. Đến đây, du khách cũng có thể thưởng thức món cá nước lạnh hấp dẫn của người Dao nuôi trên đỉnh Pù Lầu. Chính vì thế mà rừng trúc này trở thành điểm đến đáng để dừng chân khi trải nghiệm du lịch ở Bắc Cạn. Hướng dẫn viên du lịch có vai trò đặc biệt cho thành công một tour hành trình du lịch và là một nhân tố quan trọng trong sự phát triển du lịch. Vì vậy, để nâng cao kỹ năng cho người làm hướng dẫn viên du lịch, vừa qua cuộc thi hướng dẫn viên du lịch tại điểm của 6 tỉnh Việt Bắc với chủ đề Trải nghiệm một vòng Việt Bắc thật sự là một dịp để những người làm công tác du lịch có dịp học hỏi, thể hiện và nâng cao kỹ năng cho bản thân. Đây là phần thi của thí sinh Chu Phương Như đến từ tỉnh Lạng Sơn. Có sự chuẩn bị chu đáo nên chị khá tự tin thể hiện phần thi của mình khi giới thiệu về điểm di tích Tam Thanh, Nhị Thanh, đường Nhị Thanh ở thành phố Lạng Sơn. Với chị, đây thực sự là dịp để được học hỏi, trau dồi thêm kỹ năng cho bản thân để làm du lịch tốt hơn. Và qua cái cuộc thi, qua những miền di sản này, tôi cảm thấy là được học hỏi, trao đổi và tiếp thu thêm những cái kinh nghiệm của đồng nghiệp, cũng như là để lan tỏa những cái vẻ đẹp tại quần thể khu di tích và tất cả những cảnh đẹp qua những miền di sản, quả thực rất là tuyệt vời. Và hôm nay khi dừng chân đến với danh thắng chùa Tam Thanh, tôi cũng rất là tự hào khi được mang những nét đẹp tại khu di tích đến mọi miền trên Tổ quốc. Cuộc thi hướng dẫn viên du lịch 6 tỉnh Việt Bắc với chủ đề Trải nghiệm một vòng Việt Bắc diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 8. Tham gia cuộc thi có 12 thí sinh đến từ 6 tỉnh Việt Bắc. Điểm mới của cuộc thi này là ban tổ chức thành lập đoàn công tác, bao gồm thành viên ban tổ chức, ban giám khảo, tổ thư ký cùng một số đơn vị liên quan đến từng địa phương trực tiếp nghe thí sinh thi thuyết minh và chấm điểm. Theo đó, điểm khởi đầu của cuộc thi là tại động Lùng Khúy, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Tiếp đến là tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Tiếp đến là tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, tỉnh Thái Nguyên và tại điểm di tích một số tỉnh như Lạng Sơn, Cao Bằng. Kết thúc tại điểm khu di tích lịch sử Na Tu, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông. Tại các phần thi, thí sinh đã lần lượt trình bày phần thi năng khiếu, thi kỹ năng thuyết trình, thi ứng xử. Một số thí sinh đã thể hiện khả năng giao tiếp linh hoạt, trình bày thu hút, mang đến cho người nghe một trải nghiệm sống động và đầy cảm xúc về điểm di tích mình giới thiệu. Sau cuộc thi thì mình đứng ra trước ban giám khảo thì mình cảm thấy là cái tâm lý của mình nó sẽ vững vàng hơn để sau này để làm tốt hơn nữa, chuẩn bị cái tinh thần tốt hơn nữa để phục vụ những đoàn khách khác nữa. Thì trong cái quá trình diễn ra cuộc thi thì chúng tôi nhận thấy là tất cả các 6 tỉnh tại trong khu vực Việt Bắc đều đã có cái sự chuẩn bị rất là chu đáo, rất là nghiêm túc. Các thí sinh có chất lượng khá là tương đối đồng đều nhau và các bạn có không những là có kiến thức về điểm du lịch, về phần thi của mình mà cũng có những cái kiến thức rộng hơn khi mà trả lời những cái câu hỏi của ban giám khảo. Trên thực tế, hướng dẫn viên du lịch là người kết nối, dẫn dắt, giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của vùng đất, con người, bản địa đến du khách. Vậy nên họ không chỉ là người am hiểu về văn hóa, lịch sử, địa lý ở những điểm đến để thuyết minh đến du khách, mà còn là người hiểu được tâm lý du khách, cần nhiều kỹ năng mềm để phục vụ suốt hành trình. Do đó, cuộc thi lần này là dịp để các hướng dẫn viên được chia sẻ, học tập thêm những kỹ năng và phương pháp thuyết minh, những bí quyết, kinh nghiệm để trở thành hướng dẫn viên du lịch thành công. Nếu muốn thử cảm giác dạo chơi trên không trung, thu vào tầm mắt vẻ đẹp diệu kỳ của cảnh sắc thiên nhiên, đường phố theo cách hoàn toàn mới, thì trải nghiệm với khinh khí cầu, dù lượn chính là lựa chọn mà du khách không thể bỏ qua tại chương trình du lịch qua những miền di sản Việt Bắc năm 2024 được tổ chức tại tỉnh Bắc Cạn những ngày qua. Có lẽ với những em nhỏ được trải nghiệm khinh khí cầu là một kỷ niệm đáng nhớ tại ngày hội này. Được ngắm nhìn quảng trường nhà văn hóa tỉnh, thành phố từ trên cao mang lại cảm giác vô cùng mới mẻ, hấp dẫn.
Không chỉ các em nhỏ mà người lớn cũng vô cùng thích thú với trải nghiệm này. Đón chào tuần lễ du lịch cũng như là một cái gọi là về miền du lịch và đã hướng tạo điều kiện cho bà con, giá khuyến mại còn có 400.000 cho người lớn và 250.000 cho trẻ em. Đó là một cái gọi là ưu ái của tỉnh dành cho người bà con của tỉnh Bắc Cạn. Đối với khinh khí cầu, mỗi lượt bay kéo dài từ 10 đến 15 phút ở độ cao từ 50 đến 100 mét, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết. Mỗi lượt bay khinh khí cầu có thể phục vụ tối đa 6 khách. Ngoài ra, du khách còn được trải nghiệm bay dù lượn với giá 2,3 triệu đồng một người một lượt. Mỗi chuyến bay kéo dài 15 phút đưa du khách được ngắm nhìn thành phố Bắc Cạn từ trên cao, được phóng tầm mắt, tạo cảm giác hứng khởi, thú vị. Mình rất muốn cái sự kiện này những sự kiện này diễn ra, bởi vì Bắc Cạn thì mình cũng rất là xanh sạch đẹp, tuy nhiên là những cái mà hoạt động tổ chức vui chơi hiện nay thì vẫn còn đang ít, như thời gian vừa qua thì đã có rất nhiều hoạt động để cho người dân được thưởng thức và nâng cao cuộc sống về tinh thần. Trải nghiệm du lượn khinh khí cầu là chuỗi các hoạt động tại chương trình du lịch qua những miền di sản Việt Bắc năm 2024 tại tỉnh Bắc Cạn. Qua đây nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tăng cường quảng bá du lịch điểm đến. Thời gian qua, trải nghiệm khinh khí cầu, dù lượn cũng đã được tổ chức tại một số địa phương trong tỉnh. Tuy nhiên đây vẫn còn là loại hình trải nghiệm tương đối mới mẻ với người dân Bắc Cạn. Để thúc đẩy du lịch phát triển, không chỉ trải nghiệm khinh khí cầu, dù lượn, mà tiến tới có thể có thêm các hình thức trải nghiệm khác trên không, đưa bầu trời trở thành tài nguyên du lịch. Với thông điệp là tạo ra điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn của các tỉnh trong khu vực, góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, chương trình du lịch qua những miền di sản Việt Bắc do tỉnh Bắc Cạn đăng cai đã để lại dấu ấn tốt đẹp, hứa hẹn thúc đẩy du lịch phát triển trong thời gian tới. Có thể nói, chương trình nghệ thuật Một Vòng Việt Bắc trong đêm khai mạc chương trình du lịch qua những miền di sản Việt Bắc năm 2024 là điểm nhấn mang lại sự thành công của sự kiện này. Người dân và du khách được thưởng thức một chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia của đông đảo các nghệ sĩ, diễn viên đến từ các tỉnh Việt Bắc. Các tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa, con người và phản ánh lịch sử vẻ vang của người dân 6 tỉnh Việt Bắc đã để lại ấn tượng tốt đẹp với khán giả. Thấy rằng là chương trình khai mạc hôm nay rất là hoành tráng và được có các tỉnh thành Việt Bắc về thì em thấy rất là vui và cũng cảm thấy rất là mong muốn là lãnh đạo địa phương sẽ tiếp tục có những cái chương trình như thế này thì sẽ thúc đẩy được cái du lịch của địa phương nhiều hơn nữa. Một điểm nhấn đáng chú ý tại sự kiện lần này đó là Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị xúc tiến và quảng bá đầu tư nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và cơ hội hợp tác đầu tư của tỉnh. Tại hội nghị, tỉnh Bắc Cạn đã ký kết các thỏa thuận ghi nhớ hợp tác đầu tư với một số đơn vị trên cả nước. Những thỏa thuận này tập trung vào các lĩnh vực như du lịch sinh thái, xây dựng nhà máy nước sạch và hạ tầng khu công nghiệp. Được tiếp cận với cái cách là tổ chức chùm hoạt động, chùm sự kiện, chứ không phải là một sự kiện văn hóa. Chính vì thế nên là chúng tôi đánh giá rất cao sự vào cuộc, sự chuẩn bị của rất nhiều ngành, rồi các huyện, thành phố. Trong hoạt động của chương trình lần này ấy, thì có những hoạt động rất lớn, ví dụ như là hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh. Và kết thúc hội nghị xúc tiến đầu tư thì chúng tôi cũng ghi nhận cái thông tin sơ bộ là đã có 5 nhà đầu tư chiến lược cam kết là đầu tư với số vốn khoảng trên 2.700 tỷ đồng vào tỉnh Bắc Cạn. Như vậy, theo ghi nhận sơ bộ sau hội nghị xúc tiến và quảng bá đầu tư, đã có 5 nhà đầu tư chính thức cam kết đầu tư với số vốn khoảng trên 2.700 tỷ đồng vào tỉnh Bắc Cạn. Ngoài ra, một số hoạt động lớn cũng để lại dấu ấn như Ngày hội Nông sản OCOP và Văn hóa ẩm thực đã thu hút khoảng 500 sản phẩm OCOP của 6 tỉnh Việt Bắc tham gia. Chỉ trong 3 ngày đầu diễn ra, những hoạt động này đã thu hút trên 10.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm, mua sắm. Đi kèm với đó là các hoạt động thể thao, các hoạt động trải nghiệm hiện đại cũng diễn ra trong không khí sôi nổi. Một hoạt động rất mới lần này đó là ký kết hợp tác truyền thông giữa tạp chí du lịch Thành phố Hồ Chí Minh với 6 tỉnh Việt Bắc. Mục tiêu hướng tới là đối tượng khách du lịch đến từ Thành phố Hồ Chí Minh và mở rộng các tỉnh thành khác. Thì thông qua cái hội nghị hôm nay thì chúng tôi cũng mong muốn là trong cái thời gian tới thì Cao Bằng và Bắc Cạn cũng sẽ có nhiều cái sự kết nối và chia sẻ với nhau trong cái việc mà hỗ trợ kết nối hợp tác phát triển du lịch.
Chương trình du lịch qua những miền di sản Việt Bắc lần thứ 15 được tổ chức theo cách thức là chùm các hoạt động và chuỗi sự kiện với các hoạt động đa dạng, phong phú, vì thế thu hút được đông đảo người dân và du khách tham gia. Qua sự kiện lần này sẽ mở ra cơ hội thúc đẩy phát triển du lịch 6 tỉnh Việt Bắc nói chung và tỉnh Bắc Cạn nói riêng. Và tới đây thì chuyên mục du lịch Bắc Cạn xin được khép lại. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.